Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ nói một số cái mà chú ý về cái việc khi mua lan đai châu khi mà không hoa. Thì hôm nay thì ở đây có một cái cây lan đai châu mà thân lá của nó thì nó là một thân lá không giống với cái cây vàng như hoa của nó hiện tại. Thì đây của nó là màu vàng hồng, màu chấm, chứ nó không phải là màu trắng. Trong khi thân lá cái này nó màu trắng. Thì em sẽ nói về cái việc mình chọn thân lá khi mà mua cây mà nó không có hoa. Mình nhìn qua thân lá thì về cái việc chọn màu ấy thì không phải là cái lúc mà không hoa ấy, thì chọn màu nó sẽ rất là khó. Bởi vì đai châu Thái hiện nay là nó không còn như có chuyện cách đây là 4-5 năm về trước nữa. Như năm ngoái, năm 2019 ấy, thì em cũng nói về một số những cái cây, ví dụ như là cây đai châu đỏ hay là cái cây trắng hay là những cái cây vàng ấy, thì là thân lá thực sự là nó không còn, mình có nghĩa là không thể nhìn thân lá mà mình có thể biết được hoa nó màu gì nữa. Còn cách đây 5-7 năm về trước ấy, thì là cái việc mà đai châu nó chưa có nhiều và nhân giống thì nó vẫn còn chuẩn. Thứ nhất là của Đài, thứ hai là của Thái Lan. Thì mình có thể nhìn thân lá là mình sẽ biết được cây đai châu này màu trắng, màu đỏ hay là màu đỏ đốm hay là trắng tím, thì vẫn có thể phân biệt được. Nhưng mà hiện nay thì cái tốc độ nhân giống với cả phát triển hoa lan này rất là nhanh. Thế nên đai châu mà khi mà chưa có hoa hoặc là anh chị mà mua của những nhà vườn nào mà chưa thực sự có những có uy tín ấy, thì rất là dễ dính cái trường hợp đó chính là không đúng màu. Thì hôm nay em sẽ nói một số những cơ bản và một số những cái điều lưu ý để anh chị có thể lựa chọn những cái cây hoa lan cho được đúng màu hoa. Thì đây em sẽ nói sơ qua với cây đang em đang quay đây, thì là cái cây đai châu trắng thì đúng hơn, bởi vì thân lá cái này, thân lá cái trắng, anh chị nhìn cổ lá rất to, lá ngắn dày y như thân lá một cây đai châu trắng vậy, nghi xuân trắng hay đai châu trắng đúng không ạ? Nhưng thực tế thì hoa nó nở thì nó màu vàng hồng nâu nâu đấy. Màu nhạt thôi, chứ nó thực tế thì nó không được màu trắng. Còn thân lá cái này, với cái thân lá là lá dày, cổ to, khuyết này, độ khuyết lá này, đây là lá nhăn này, của cây trắng này, đây này, những cái sọc gần này. Đấy, cổ tròn to giống y như là cây trắng này, không có chấm màu gì cả. Không có chấm màu gì thì có nghĩa là những cái đặc điểm yếu tố này thì nó phụ thuộc vào cái cây đai châu trắng. Anh chị có thể nhìn thân lá cái này và có thể nói rằng là nếu như anh chị đã có rồi thì rất là dễ nhìn giống cây trắng luôn, đúng hệt. Bản thân em cũng thấy nó là giống đến 99,99% là cây trắng rồi. Nhưng khi nở hoa này thì mình mới biết được thực sự là nó không phải là cây trắng, trắng tinh. Thế nên là khi mà anh chị mà mua cây của bên em ấy, thì thường những cây nào mà nó có hoa rồi thì em sẽ nói là nó đã có hoa rồi. Và mua cây của anh em thì nó sẽ là tỷ lệ đúng. Ví dụ khi mà anh chị mua cây đai châu trắng thì nó sẽ là đai châu trắng, đỏ sẽ là đỏ, đỏ đốm sẽ là đỏ đốm. Bình thường những cái cây nhà em bán ra thường nó sẽ là những cây đã nở hoa nhà rồi thì em mới bán. Còn những cây chưa nở hoa thì em vẫn nói là thân lá nó giống cây trắng, chứ nó không còn như ngày trước. Ngày trước em có thể nhìn thân lá cây trắng hoặc là cây đỏ hay là cây đỏ đốm thì em sẽ biết rằng là cái cây thân lá này chắc chắn là cây trắng, hoặc là chắc chắn là cây đỏ, cây là cây đỏ đốm, hoặc là hồng cánh sen, hoặc là cây xanh. Đấy, nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Đai châu giờ không thể nhận biết qua thân lá được. Nó có một số những cái đặc trưng yếu tố thì nó dành cho cái cây đỏ tuyền ấy. Có nghĩa là cổ nó vệt đỏ tuyền thì sẽ là đỏ tuyền. Nhưng bây giờ thì không phải thế. Thân lá đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Thì đấy là những cái lưu ý khi mà anh chị mua ở một số cái cơ sở nào mà nó chưa có những cái cây nở hoa ấy, hoặc là cây số mà người ta nói là chắc chắn hoa nọ hoa kia, thì mình nên cân nhắc. Nếu thực sự không uy tín thì anh chị nên cân nhắc cái việc đó. Bởi vì thân lá từ năm ngoái là em cũng vẫn nói là thân lá chúng ta không thể nhìn, không biết được. Năm nay em là cũng thấy là một số cái cây này là em cũng có cái video là nhắc nhở chúng ta, anh chị là nên lựa chọn những cơ sở uy tín đã nở hoa thì mình mua. Chứ còn như cái thân lá thì không thể nói chắc chắn rằng nó là hoa màu gì cả. Từ năm 2019 em cũng đã có những video nói về những vấn đề đấy rồi. Anh chị có thể xem lại trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, YouTube trên Thiên Đường Ngàn Hoa, hoặc là một số cái đơn vị khác. Thì ngoài ra lưu ý về cái việc chúng ta chọn màu, thì chúng ta chọn cái cây thân lá đây. Anh chị có thể nhìn thấy đấy, thân lá này. Thân lá ngắn đẹp bản to hay là lá dài thì tùy sở thích của từng người. Nhưng em có một lưu ý khi mọi người mua là mọi người nhìn ạ. Đây là mọi người nhìn thấy cái rêu màu đen đây ạ.
Đấy, rêu này. Rêu này khi mà nó quá dày. Đây là khi mà trước đây là hồi của em mua là em đã cọ bớt rồi nhé. Còn thì một số những cái cây ở vườn ẩm ấy thì nó sẽ rất là dễ mà có thể là lên cái lượng rêu này rất là dày. Đấy, cái lượng rêu này. Thấy không ạ? Nên lau sạch lượng rêu đi để cho cái lượng rêu này nó hết, để cho nó sạch như cái chỗ này ở dưới này, thì nó giúp cái cây quang hợp tốt hơn. Bởi vì khi mà nó lượng rêu nó quá dày ấy, anh chị nhìn vườn ẩm ở Sài Gòn hoặc là ở bên Thái Lan mang về thì bao giờ nó rất là có rêu. Thì anh chị chịu khó là đánh bỏ cái lớp rêu đi để cho cái cây nó quang hợp tốt, và nó sẽ tránh cái việc là nó bị thối. Nó bị thối khi mà đọng nước ở đây này. Đấy, kể cả những cái trắng trắng ở trong này. Nhưng mà cái chỗ này vì là nó có hoa năm nay nên là em chưa cọ. Còn những cái điểm nào mà không hoa là em sẽ phải cọ lấy cái rẻ hoặc lấy cái gạc ấy. Em hay dùng cái gạc mà gọi là để gạc lưỡi cho trẻ nhỏ mà mình đeo vào đầu ngón tay này. Cái gạc ấy. Anh chị cứ hỏi cái gạc lưỡi trẻ con nó ngắn khoảng này này. Ngắn khoảng tầm 3-4 cm, anh chị đeo vào đầu ngón tay này. Sao anh chị kỳ vào đây? Thì nó như kiểu là cái màn ấy. Nó như kiểu cái màn mà mình gọi là chống muỗi. Đấy. Thì mình cọ đây thì nó nhẹ nhàng mà nó rất là dễ nhanh sạch những cái vết rêu hoặc là những cái vết này, như là đọng những cái gọi là vôi hoặc là canxi hay cái gì đó, đại loại là nó đọng ở đây, bụi bẩn hay là phân thuốc tàn tro nó còn bám lại bởi những kẽ lá, bởi những chỗ này là điểm không thoát nước mà. Còn những cái điểm thoát nước như ở trên mặt này thì nó lại trôi đi thì mình không ngại làm gì, đúng không ạ? Nhưng mà ở cái cổ lá này nó rất là dễ đọng. Thì anh chị thỉnh thoảng chịu khó là cũng phải vệ sinh cái đi. Em hay dùng mua cái gạc của trẻ con ấy, đeo vào đây, đeo vào đầu ngón tay này, xong rồi lau này, rất là dễ. Lau bằng cái gạc đó thì nó sẽ sạch cái phần rêu đi. Khi mà cái cây mà nó sạch sẽ, quang hợp tốt thì nó sẽ phát triển tốt. Còn khi mà cái cây mà nó bẩn, nó bị bám bụi, nó phải bám những cái rêu này, bám bụi, bám rêu và bám những cái gọi là tàn tro của phân thuốc thì nó sẽ rất là dễ mà sinh những cái vi khuẩn nấm, giúp cho nó phát triển cái bệnh thối nhũn. Đấy, đai châu này thì miền Bắc mình lo nhất là bệnh thối nhũn rồi. Còn màu sắc thì anh chị nên chú ý như vậy. Thì trong cái video hôm nay thì em chỉ có hai cái chương trình đó, có nghĩa là màu sắc chúng ta không thể phân biệt qua thân lá, và thứ hai là những cái vết bẩn của nó, những cái vết rêu hoặc là những cái vết mà tồn đọng của cái lá này, bởi vì điểm nó không thoát được nước. Thì kèm vào đó thì anh chị có thể là khi mà cọ sạch này, bởi vì lúc nào nó cũng có thể hiện lên hiện tượng này. Thế nên khi mà anh chị cọ sạch rồi ấy, thì anh chị nên chú ý là khi mà tưới cây ấy, mình lâu lâu mình nên tưới mạnh một chút. Có nghĩa là mình tưới mạnh hơn so với bình thường. Bình thường mình tưới ướt đẫm tương đối để cho nó sạch lá, sạch bụi thôi. Nhưng mà lâu lâu khoảng tầm 7 đến 10 ngày hoặc nửa tháng, anh chị nên tưới mạnh một tí vào những cái phần cổ lá này, hoặc là những phần khe này. Chịu khó coi như là mình rửa chúng đi. Thì khi mà chúng nó còn một lớp, khi mà bọn rêu này mới mọc lên hoặc cái bọn cặn này nó mới đọng ở đây được một chút ấy, thì nó mới đọng thì nó lượt nó còn mỏng, thì anh chị chỉ cần tưới mạnh một tí thôi hoặc là tưới lâu một chút thì nó sẽ bay hết cái phần rêu này đi. Cái cách tưới là rất là quan trọng. Đấy, nên anh chị nên là cân nhắc và chú ý đến cái việc đó, tưới làm sao để cho nó sạch hết những cái này. Mình đỡ phải lau lần nữa, mình chỉ lau một lần khi mình mới mua về thôi. Còn khi mà mình mua về rồi thì mình từ 7-15 ngày thì anh chị nên tưới kỹ một chút, có nghĩa tưới lâu ấy, để nó rửa sạch những cái vết đọng lá này, thuốc đọng ở đây, đọng những khe lá. Mình tưới từ trên xuống, từ trên này xong tưới xuống dưới, tưới xuống dưới, tưới xuống dưới, thì nó sẽ ở đâu thì nó trôi hết đấy, thì nó sẽ sạch được những cái rêu và sạch được những cái bẩn này, thì anh chị đỡ phải lau nữa. Thì đấy là một có cái cách tưới chúng ta phải tưới kỹ, từ 7-15 ngày phải tưới kỹ hơn. Ngày nào mình cũng phải tưới cho nó sạch lá này, cho nó đỡ bụi rồi. Còn những cái rêu trước này nó rất là dễ mọc khi mà ẩm. Thì anh chị nên cân nhắc cái việc tưới cây. Nó cũng rất là quan trọng. Chọn được cây và mình tưới cây sao cho nó hợp lý. Thì anh chị cũng cân nhắc để năm tới sẽ có một mùa đai châu rực rỡ hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua.
hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.